Xin chào các bạn ạ. Các bạn ơi, hôm trước thì mình đã làm một cái video nói về tác dụng của tinh bột nghệ trong cái việc mà chữa cái bệnh viêm dạ dày và trào ngược dạ dày. Thì sau đó có nhiều bạn là gọi điện và nhắn tin về để hỏi mình rằng là tư vấn cho cái cách uống như thế nào để cho nó có tác dụng tốt nhất. Nhiều bạn thì nói rằng là cô ơi, cháu ăn cơm xong cháu uống có được không? Hoặc là ngày thì uống mấy lần, rồi là uống với nước sôi hay là uống với nước nguội, uống với sữa hay với mật ong. Nói chung là rất là nhiều câu hỏi của các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này để mình tư vấn cho các bạn về cái cách uống tinh bột nghệ như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Trước hết là mình có tinh bột nghệ mà các bạn nên chọn mua cái loại tinh bột nghệ nó ngon, nó chuẩn thì nó đỡ lãng phí. Mình sẽ cho 2 thìa cà phê tinh bột nghệ vào cái cốc này. Với lại 1 thìa cà phê mật ong, còn tùy các bạn, nếu các bạn uống ngọt hơn thì các bạn có thể cho thêm. Và nếu mà không cần uống ngọt thì có thể uống không cũng được, nó cũng rất là dễ uống, nó không bị đắng. Còn về nước thì cái cốc này là đầy, cốc này là 205 ml, thì các bạn uống khoảng là 180 ml nước ấm. Các bạn cứ lấy một nửa non nước sôi và một nửa già nước sôi để nguội, và các bạn pha với nhau. Sau đó là các bạn đổ vào cái cốc tinh bột nghệ này. Các bạn tuyệt đối không nên pha với nước sôi, thì nó sẽ bị vón và nó sẽ bay hơi đi mất cái chất hoạt chất curcumin ở trong cái tinh bột nghệ này. Và cũng không nên pha với nước nguội hẳn, nó sẽ không tan được mà nó sẽ không thơm. Sau khi đổ nước ấm vào nhé, các bạn khuấy đều lên, chỉ một lát nữa là nó tan hết. Các bạn cứ nhớ là cái nước ấm thì cứ dưới 50 độ C là được, chỉ từ 30 đến 40 độ C thôi, chứ đừng có trên 50 độ C, nó nóng quá. Đấy, bây giờ là tan hết rồi, chỉ việc uống thôi. Và cái tác dụng tốt nhất là khi các bạn ngủ dậy thì uống luôn một cốc như thế này, sau đó các bạn đi tập thể dục, đi chợ hoặc là nấu ăn. Từ tầm 20 cho đến 30 phút sau thì các bạn mới ăn sáng. Khi đó là cái dạ dày của mình nó rỗng, nó không có thức ăn, thì cái hấp thụ của cái tinh bột nghệ này nó sẽ hấp thụ tốt nhất vào trong cơ thể. Nó sẽ len lỏi vào những các cái vết loét ở trong cái hang vị dạ dày của mình đấy. Nó làm cho các cái vết loét đấy nó nhanh liền hơn. Đây là từ cái kinh nghiệm của bản thân mình. Đấy, bạn thấy chưa? Mình uống hết cốc này mà không có một tí cặn nào, không có một tí váng nào, nó rất là ngon ạ. Cách thứ hai nữa là các bạn nên uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Cái lúc mà mình ăn tối xong ấy, là khoảng hơn 2 tiếng thì cái dạ dày của mình nó đã tiêu hóa hết thức ăn rồi đấy. Thì mình uống một cốc này và đi ngủ thì nó sẽ có tác dụng rất là tốt cho dạ dày. Bình thường mình hàng ngày mình cũng chỉ uống từ 1 đến 2 lần như vậy thôi ạ. Như vậy là trên đây thì mình vừa mới có chia sẻ về cách uống tinh bột nghệ với mật ong hàng ngày như thế nào để đạt được cái hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe con người. Ngoài ra thì các bạn có thể là uống với sữa, hoặc là các bạn trộn lẫn tinh bột nghệ với mật ong. Và khi nào uống thì các bạn cứ múc cái dung dịch sệt sệt đấy và cho nước ấm vào pha lên là uống. Và các bạn yên tâm một điều rằng uống cái tinh bột nghệ này nó không bị vàng răng. Hôm trước có đứa cháu mà gọi điện cho mình bảo là cô ơi, làm sao cháu mua tinh bột nghệ ở bên ngoài cháu uống về cái răng của cháu nó cứ vàng khe ra ấy. Nhưng mà với cái tinh bột nghệ này thì các bạn yên tâm uống không bao giờ bị vàng răng ạ. Một cái lưu ý nhỏ nữa mà trong video lần trước mình cũng đã nói rồi đấy, là những người mà đang bị sốt huyết dạ dày, những người mới mổ, phụ nữ đang mang thai thì không nên uống cái tinh bột nghệ này nhé. Chỉ khi nào các bạn sau sinh một thời gian thì các bạn uống cái này cũng rất là tốt. Và những người mà đã có dấu hiệu của có tế bào ung thư, các bạn càng nên uống cái này vì nó sẽ
tác động vào, nó phá hủy được các cái khối u cục và nó kìm hãm cái sự phát triển của các cái tế bào gây ung thư. Ngày trước thì các chị ấy cứ hay mua cái hộp tinh bột nghệ của Viện Khoa học Công nghệ, mà cái đấy chỉ có 100g một hộp thôi, nhưng mà là hơn 300.000 cơ. Còn đây là tinh bột nghệ nhà mình làm từ cái củ nghệ nếp đỏ ấy. Nó nhiều cái hoạt chất curcumin hơn, cho nên là rất là tốt cho những người mà bị viêm dạ dày, trào ngược dạ dày, hoặc là bị vi khuẩn HP. Các bạn cứ uống cái này một thời gian, mình cam đoan là sẽ hết. Bởi vì là từ kinh nghiệm của bản thân mình, trong cái video lần trước mình đã trình bày rồi đấy. Các bạn cứ bỏ ra mấy trăm nghìn mua 1 kg tinh bột nghệ này thì còn hơn là các bạn phải bỏ ra hàng mấy triệu đi khám bệnh, nội soi, rồi là siêu âm, rồi chụp các thứ. Và cơ bản là mình rất là sợ nội soi dạ dày, cho nên mình thường hay nội soi gây mê. Còn đây là cánh đồng nghệ ở quê hương của mình đây. Thì ở tầm dưới này người ta còn trồng thêm lạc nữa này. Thu xong được cái vụ lạc này thì người ta bắt đầu chăm bón cho cái cây nghệ nó tốt lên. Cuối tháng 11 dương lịch, tháng 12 dương lịch là bắt đầu được thu hoạch. Cánh đồng rộng bát ngát, mênh mông, toàn là nghệ thôi. Đây là ở dưới xã Chí Tân của huyện Khoái Châu ạ. Là cái nơi trồng rất là nhiều nghệ nếp đỏ. Mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.